Rồi shop của anh Bảy xin chào cả anh em ha. Thì hôm nay là đầu tháng 10, em sẽ lên clip cho anh em là clip này là kỳ 610 luôn ha. Đó, thì kỳ này đầu tháng thì em sẽ là bao ship cho anh em. Hôm nay càng giá mềm mà còn bao ship nữa nha. Đó, hàng bữa nay có hàng mới về nha anh em. Thì em về được mấy cái cần tay ha. Đó. Em về được mấy cái cần tay phíp nè. Nó cần tay phíp carbon luôn ha. Cần rút mini, rồi cần súp, cần hai khúc henchy luôn ha. Đó. Thì đây thì phí ship thì hôm nay em sẽ bao ship, đầu tháng em sẽ bao ship cho anh em ha. Thì anh em nào chốt hàng thì mình nhắn tin hoặc gọi điện số điện thoại hoặc nhắn Zalo cho em ha. Đừng có chốt hàng dưới YouTube này ha, đừng có chốt hàng mà bình luận đưa địa chỉ dưới đây nha, nó ẩn nha anh em. Anh em cứ là gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo ha. Đây là 0988546535 là số điện thoại của em nằm đây nè. Rồi thì em lên hàng nha, bữa nay em bao ship nha, nhắc lại là bao ship cho anh em ha nè. Rồi đầu tiên em lấy lên mã số 1. Đây, mã số 1 là một cây cần henchy nha, một cây henchy chất liệu phíp nha anh em. Đây, một cây henchy phíp phen bát là fuji dưới chân luôn. Đây, cây này qua dân rất là đẹp luôn ha, dần chỉ nhà đi nè. Đó. Đây, thì cây này nó cứng à. Cây này cứng tầm khoảng cỡ là 20-30 nha. Cứng 20-30. Dài là 2m1. Đây, dài 2m1 mà cây này nó ha, cây này nó hụt là 5cm nha. Cây này nó còn lại là 2m05 nha. Cây này dài là 2m05 nha anh em. Cứng nó rơi vào tầm khoảng 25-30 á. Đó. Rồi, thì dàn phen được cái là dàn phen Fuji hết trơn, anh em câu biển thoải mái nha. Nó giờ cần giá bình dân cho anh em chơi nè. Thì cây này là mã số, là mã số 1 nha. Mã số 1. Cây này giá là 250 nha anh em. Đó, thì em sẽ cân nặng cho anh em và đo đọt luôn ha. Rồi, thì cây này nặng là 150g cái đọt của nó. Đây, cây nội đọt của nó là 1.8 nha anh em. Đọt của nó là 1.8 luôn. Đây. Cây này còn khá là đẹp luôn, độ mới là 80% ăn lên nha. Đây, bát là Fuji, dàn khoen là Fuji luôn á. Rồi, thì cây này mã số là mã số 1, 250 cho anh em chơi nha. Tiếp theo mã số 2. Đây, mã số 2 là một cây henchy carbon, cây này khá đẹp luôn. À, một cây henchy carbon nha. Đây, một cây này của hãng Alpha Tuckle, hàng Korea, sức carbon sóng gân, màu xanh dương nha. Alpha Tuckle, dàn khoen Fuji, bát là Fuji luôn. Đây, cái bát là bát Fuji luôn ha. Nè, dàn khoen nè. Đó, dàn khoen Fuji luôn. Đây, cây này ngon lành cành đào luôn nha. Đây, thì độ cứng cây này tầm khoảng cỡ là 15-20 nha anh em. Cây này cứng cỡ 15-20 thôi, độ cứng quá là ngon cho anh em câu bè rồi. Thì cây này dài 2m1 luôn, cân nặng. Đây, cân nặng là 120g anh em nha. Nặng 120g, đọt của nó là, cây này đọt của nó là 1.8 luôn nha anh em nha. Đọt cũng vẫn là 1.8 luôn, nhưng mà nó cứng cỡ 15-20 thôi ha. Alpha Tuckle còn mới cáo luôn, 80% ăn lên. Thì cây này mã số 2, giờ hàng carbon nha. Ha, carbon mà giá có 450 thôi anh em. Ha, cây này 450 mã số 2. Đó. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây, mã số 3 là một cây henchy whip luôn ha. Một cây henchy whip, cây này cứng cũng là rơi vào tầm khoảng cỡ 15-20 luôn nha. Đó, 15-20. Đây, thì cây này cái cán của nó nè, cái cán của nó mấy ông Nhật cũng lên là cho anh em một cái đắp một cái màn co kiểu như cán gỗ bằng anh em. Kiểu như gỗ bằng vậy đó. Nè thì anh mấy ông Nhật cũng đắp cho anh em luôn. Bát là Fuji Tanlit nha, cầm rất là đã tay nha anh em. Lên cái này cầm rất là đã tay, anh em câu câu mà cầm á ha. Rất là đã tay, vừa tay luôn á. Rồi. Đây, cây này là hãng là cây này đà. Cây này cây đai qua quá. Đúng rồi, cây này cây đai qua nha anh em. Đây, cây đai qua, made in Taiwan, được hãng Taiwan xuất Nhật nha, dài 2m1. Đây. Cái đọt của nó là đọt carbon 2 da nha anh em. Đây, đọt 2 da sáng ít nè. Đây, dàn khoen là Fuji nha, đọt 2 da sáng ít. Đây, henchy tháp nè. Đó. Cây này dài 2m1 nha. Đây, khớp nối đời cao luôn anh em. Đây, khớp nối vô là cứng khừ luôn nè. Đó, thấy không? Cây này khá đẹp luôn. Ha. Lâu nãy rất là nãy luôn ha. Đây. Rồi. Henchy nha, henchy carbon nha anh em. Carbon 2 da nó đọt nè. Rồi thì cây này mã số là mã số 3 nha. Mã số 3, giá là 550 nha anh em. Cây này 550 cho anh em chơi. À, cân nặng là 140g ha. Giờ cái đọt của nó đây. Đọt cây này, đọt của nó là rơi vào tầm khoảng 1.4 nha anh em. Cây này rơi vào đọt 1.4. Nó. Đây. Mã số 3, 550. Tiếp theo mã số 4. Đây. Mã số 4. Mã số 4 là một cây cần hai khúc nha. Đây, một cây carbon hai khúc. À. Carbon 2 khúc Nissin luôn anh em. Cây này Holder Keeper Nissin. Ha, à, một cây cần Nissin. Đó.
không, một cây Nissin. Thì cây này là mấy ông Nhật ông độ lại nha, nói chung là ông độ ông tháp đọt anh em. Cây này ông tháp đọt lại nè, đó mấy ông Nhật ông tháp lại cái đọt nè, là đọt đặc nha. À, cái này là đọt đặc luôn, dàn khoen khoen là Fuji càng carbon nha, tháp cái đọt đặc luôn nè anh em. Đấy, cây này tháp lại rất là ngon luôn. Cây này hình như dài 2m1 à, đúng rồi, cây này dài 2m1 luôn nha. Thì độ cứng của nó là tương đương tầm khoảng cỡ là cây này cứng cỡ 50 nha anh em. Cây này cứng 50, nó chỉ là cầm cái đọt thôi, cầm cái đọt đặc thôi. Cây này cầu khá là cảm giác luôn, quay khá là ngon luôn á anh em. Cầu cảm giác thì cầu bạo lực cũng được luôn ha, tại vì nó chỉ là cầm cái đọt này thôi. À, đó đây nè, mấy ông Nhật cũng tháp lại cái đọt, mấy ông đi sơn mài cho anh em hết trơn luôn nè, thấy không? Đó, đây cây này đút vô tới đây ha, đút vô cũng khá là sâu rồi nha anh em. Đó, đây độ dài là 2m1 nha, trên đây thì ghi là cứng 80 nhưng cây thực tế cứng cỡ 50 thôi ha. Một cây carbon Nissin của nội địa Nhật nha, Nissin là dòng nội địa Nhật, carbon sấn gân, bát là Fuji, khoen là Fuji luôn. Đây rồi, thì cây này mã số là mã số 4 nha, cây này mã số 4, giá là 400k nha anh em. Đây mã số 4 này giá chỉ có 400k thôi, cây này 400k thì anh em phải nói là anh em chút nhanh ha, 400k cho anh em chơi thôi. Đây, bao ship luôn, carbon mà có 400k thôi, mã số 4. Ok, thì cây này cân nặng chưa, cân nặng cho anh em và đo cái đọt nha. Đây, cây này đo đọt cho anh em luôn ha, đọt 2 ly nha anh em. Cân nặng của nó là 340g ha. Tiếp theo, mã số là một cây 2 khúc tiếp nè. Một cây 2 khúc dài 2m4 nha. Đây, anh em thích chơi 2m4 dòng bạo lực thì mình lấy nha. Cây này cũng là, đây, cây này của hàng nội địa nha anh em. Cây này dòng nội địa nha, trên GGX nha, TFC. Cây này dài 2m4, độ cứng là từ 60 đến 120. Wow, cây này cứng 60 đến 120 nha. Carbon sấn gân, đây carbon sấn gân toàn thân luôn anh em. Đọt là đọt tháp đặc nè, nó đọt tháp đặc độ mới thì bao anh em là 80 đến 85% ăn lên. Bát là Fuji luôn nha, dòng bát kẹp nha. Ở dưới đây thì mấy ông Nhật cũng làm cái này là để bảo hiểm rồi, để như là nó dây bảo hiểm mà đừng cho nó cá nó kéo mắc cái cần á. À, đây nè, dài 2m4 nha. Đây thì cây này cân nặng của nó là, đây, cây này cân nặng là 360g anh em. Đây cái đọt đây, rồi cái đọt của nó là 2.4 nha, cây này đọt là 2.4. À, mã số đây, mã số là mã số 5, cây này giá 550 nha anh em, cứng 60 đến 120 nha. Thì cây này nó cũng công cái đọt thôi, công cái chỗ cái đọt tháp này nè, nó cũng là đọt tháp luôn nha. Nè, carbon nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 6, đây mã số 6 này em có một cây súc nha, súc rất là nhiều anh em thích luôn. Một cây Danger súc nè, Danger súc 4m2H nha. Cây này độ cứng 25, còn nắp chụp đầu luôn nha anh em. Đây nắp chụp đầu đầy đủ luôn. Rồi thì cây này là dàn khoen của nó là có một cái khoen nó bị nứt cái dòng khoen, nứt cái dòng kim loại nè. Đó, em đã chấm keo ngon lạnh hết trơn rồi nha. Cây này chấm keo ngon lạnh hết trơn, anh em cứ chơi thôi, chơi thoải mái nha anh em. Đây nè, đọt là carbon nè ha. Cây này cứng cỡ 25 nha anh em, dài là 4m2 cho anh em đánh bạc bãi lăn xê nha. Cây này bạc bãi lăn xê thì khỏi chơi luôn, giá rất là tốt nha. Cầm súp đây, cây này súp nha, bạc bãi lăn xê. Đây carbon sấn gân màu xanh dương nha. Đây dàn khoen thì này, đây nó có cái khoen này nè, em nói trước ha. Đây giá em để cho anh em giá là nha, cây súp carbon mà anh em mua được giá 450 là nói chung giá rất là tốt nha. Mã số này mã số 6 nha, giá là 450k thôi. Thì cây này nó là nặng là 390g ha, nặng 390g cái đọt của nó. Đây cái đọt của cây này là 2.2 nha anh em. Cây này đọt của nó là 2.2, anh em đặt câu bạc bãi, câu lục ha, câu lục bánh lăng xê, câu cá chép, cá mè đủ thì mình lấy mấy cây này nha. Mấy cây này rất là châu bò luôn. Cây này thì nó có cái nắp chụp đầu cho anh em luôn ha. Đó 450k mà được bao ship nữa hôm nay nữa ha. Mã số 6 nha anh em. Tiếp theo mã số 7. Đây mã số 7 em có một cây súp nữa nè, một cây súp lở nha. Cây này súp lở, không biết carbon hay là phíp nữa. Rồi súp lở carbon luôn nha anh em. Đây nè, súp lở carbon coi rất là dày luôn nè anh em, nó coi siêu dày luôn. Nó cây súp lở, thì cây súp lở này nó dài là 3m3 nha, dài 3m3, độ cứng tương đương tầm khoảng cỡ 23 đến 25. Đây cây này cứng cỡ 23-25 nha, cây này cứng cỡ 23 thôi anh em, cứng cỡ 23 thì nó tương đương tầm khoảng cỡ 30 bên cần rút nha.
đó, nó cứng cỡ 30 cần rút. Thì cây này anh em đánh lăn xê, anh em câu bạc bãi ha, lăn xê bạc bãi hoặc lục đầu cành đồ á thì ngon luôn ha. Đó thì cây này dàn khoen của nó là dàn khoen hãng nha, dàn khoen hãng lòng sứ nha nè. Đây khoen hãng lòng sứ thì có nắp chụp đầu luôn ha. Đó, vẫn cho anh em cái nắp chụp đầu, dù cây này hàng carbon mà giá rất là tốt nha. Cây số 7 này giá có 250 thôi, nó anh em về anh em chơi nha. Đây bán nè, ngon lành hết trơn, độ mới là 80% ăn lên. Thì cây này cân nặng của nó cân nặng của nó là 280g mà anh em, cái đọt ha, quên đo đó cái đọt đó. Cây này đọt rơi vào chắc tầm cỡ 2.5 ly quá. Cây này đọt của nó là 2.4 ly luôn nha anh em ha, đọt cũng là 2.4 ly luôn, có 250 anh em, được bao ship luôn anh em ơi. Cây này mã số 7 nha, 250k. Tiếp theo mã số 8. Đây, anh em nào chơi mà máy ngang mà câu bè đâu nè, kiểu mà câu hang chi mà máy ngang á, câu bè đồ thì mình lấy nha, hoặc là anh em lua UL, L đồ đó thì mình lấy nha. Cây này cỡ là L nha, bên L, L bên lua. Đó, anh em là thích chơi một khúc mình lấy nha. Một cây máy ngang một khúc, cán hở ba khúc luôn. Cây này hàng carbon, dàn khoen là Fuji luôn anh em, bass nha. Bass là bass Fuji luôn. Nó còn mới lắm, cây này mới 85% ăn lên, cây này dài 1.5 m à. Thì tái mồi tầm khoảng cỡ 20-40g gì nè. Mà nó kêu nó đẩy đâu cứng là cỡ 20-40 á nè, cứng nè. Mà cây thật sự cứng là cỡ 20 đâu, cây này cứng đâu cỡ tầm khoảng cỡ là 15 thôi. Cây này cứng cỡ 15-20 thôi ha. Thì 15-20 thì nó bằng sai qua tầm khoảng cứng tầm L ha. Đây nè, cứng tầm L bên cần lua ha. L bên lua. L và ML á nè. Ha, thì anh em nào câu mà câu máy ngang mà câu bè đồ đó mình lấy cây này ha, cây này khá ngon luôn. Đây cây này Line Tackle Ram mà nhà hiệu, cây này cũng rất là nhẹ luôn anh em. Cây này chỉ có 120g thôi ha. Đây cái đọt của nó nè. Đây cây này cái đọt của nó là 1 ly luôn nha anh em, cây này đọt chỉ 1 ly thôi. Đây, còn rất là mới, cầm một khúc nha, dài 1.5 m anh em. Cây này một khúc dài 1.5 m nha, còn mới cáo luôn nè, càng carbon. Rồi cây này mã số là mã số 8 nha. Mã số 8 này để cho anh em giá là 500k nha anh em. Nè, số 8 500k. Nè, mới cáo luôn cây này. Rồi tiếp theo, mã số 9. Đây mã số 9 em còn một cây ISO nè. Anh em thích chơi ISO đai qua mình lấy nha. Một cây ISO đai qua. Dài 4.6 m nha anh em. Cây ISO dài 4.6 m, dạng fan Fuji, bass là Fuji. Đây cái đọt và đọt đặc nha. Cây đọt đặc nha anh em. Dòng phíp đỏ này câu rất là bền nè anh em, về hạ tay cũng ngon nữa nha, hạ tay tầm khoảng cỡ là 3-4 h nha anh em. Nè cây phíp đỏ mới cáo luôn, 80% lên, thì không có nắp chụp đầu nha. Cây này không có nắp chụp đầu. Đây mã số 9, cây này nặng là 250g ha. Và cái đọt của nó đây, cây này đọt nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 1 ly ngoài anh em. Cây này rơi 1.4 ly ha, cái đọt của nó là 1.4 ly á, dạng khoen Fuji thì phải nói là quá đẹp luôn ha. Rồi cây này dài 4.6 m, mã số 9, giá là 250 anh em. Cây này 250k thôi, bass là Fuji luôn, dòng đại qua. Tiếp theo mã số 10. Đây bữa nay có mấy cần tay nè. Mã số 10 là em có một cây cần tay carbon nha. Cây này hàng Ebisu Black God nè. Thì cây này dài 3.4 m, độ dài thực tế cây này là 3.1 m nha. Cây này dài thực tế 3.1 m vì mấy ông Nhật ông hạ đọt rồi. Đây, cái đọt đặc nha anh em, ông hạ đọt ông sơn nè. Nó cái đọt đặc nha, cái đọt này cái nói chung cây này tầm khoảng cỡ là 4 h nha. Cây này thắng tưng luôn, anh em nào câu cá rô cá chép rồi thì ngon ha, cá rô rô phi á, cá rô rô đồng rô phi rồi á, cây này rơi vào tầm khoảng cỡ 4 h. Đây nó thì nó dài là 3.1 m nha anh em. Này cần carbon luôn ha, rất là nảy đọt đặc luôn, carbon đọt đặc. Thì cây này là cần rút mini nha, rút mini thì thu gọn của nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 55 nha anh em, không phải đâu là cỡ 50. Cây này thu gọn cỡ 50 cm nha. Cân nặng của nó thì nó là cân nặng là 110g. Và cái đọt của nó đây, cái đọt này là đọt hạ rồi, đọt hạ rồi, cái đọt của nó là 1.2 ly nha. Cây này đọt 1.2 ly anh em. Đó, dài là 3.4 m mà đội độ dài thực tế là 3.1 m. Mã số là mã số 10 nha. Cây này giá là 300k carbon nha, cây này carbon. Tiếp theo mã số là mã số 11, cũng là một cây carbon 4.5 m nha, một cây carbon lông ngắn 4.5 m. Cây này là dính dơ nha, nó không có bị xước đâu anh em, cái này là dơ nha. Đó, nó chỉ có xước dâm thôi, cái này là dơ keo quá anh em ha, em chưa vệ sinh. Cây này bị 4.5 m nha. Đây 4.5 m carbon,
đây bọc nè, ngon lành luôn ha. Đó, càng carbon nha. Đây, đầu lóng thì ok hết trơn nha. Nè, lóng thì còn mới lắm, bên trong thì khá mới luôn. Đây, ở chỗ đây có xước sơn này nè nha. Có xước sơn xíu nè, ở đây cũng xước sơn nè. Đó. Đó, thì cây này không có nắp chụp đầu nha. Không có nắp chụp đầu. Thì mã cây này là mã số 11 nha. Cân nặng của nó thì, cây này cân nặng của nó là 200g ha. Dài 4,5 m, nặng là 200g. Và cái đọt của nó đây, cây này đọt của nó là 1 ly nha anh em. Đọt cây này là 1 ly, độ nảy là 3H nha. Cây này nảy 3H đó, cho anh em câu cá rô, cá rô phi, rô đồng rồi ha. Rồi cây này mã số 11 giá là 450 nha, hàng carbon. Tiếp theo một cây phíp nè. Tiếp theo cần phíp giá rẻ cho anh em chơi luôn. Đây một cây phíp đai qua phíp đỏ luôn. Một cây dòng đai qua phíp đỏ. Cần rút mini. Cây này rất là ngắn luôn nè. Thu gọn, cây này thu gọn tầm khoảng cỡ là 40cm rồi. Cây này thu gọn cỡ 40cm anh em có tay cầm luôn nè. Cái nắp đít thì nằm nắp đít kim loại luôn trời. Nắp đít kim loại luôn anh em ơi. Đây. Đọt nè. Đọt đặc nha. Cái này là đọt đặc nha anh em. Đây dòng phíp đỏ nha. Còn khá là mới luôn. Nè, đầu lóng thì ngon lành hết trơn nha anh em. Đó, không có nhăn nhăm tươi tươi gì đâu. Đó. Một cây phíp đỏ nè. Nè, khá là ngon luôn ha. Rút gọn. Đó, độ nảy là 3H luôn nha. Rồi thì cây này mã số 12, giá là 200k ha. Cây đai qua này 200k. Cân nặng của nó là 200g luôn nha anh em. Cây này nặng cũng là 200g, đọt của nó. Cây này đọt của nó là tầm khoảng cỡ là 0.8 nha. Cây này đọt 0.8, không có nắp chụp đầu nha. Mã số 12 này giá là 200k. Tiếp theo mã số 13. Cây 13 anh em nào mà có điều kiện mình lấy một cặp đi ha anh em. Cây này em bán không lẻ nha, em bán cặp luôn tại vì nó về hai cây quá trời đẹp rồi. Đây, nó về hai cây này đẹp quá trời đẹp luôn. Nè, hai cây này chống nhau, hai cây 3.6. Độ cứng như nhau luôn nha. 3.6H nha anh em. Cây này độ nảy tầm khoảng cỡ là 3H, 3H rưỡi nha anh em. Đây. Độ nảy nó cỡ 3H, 3H rưỡi nha. Đây hai cây này nói chung là hầu như là chưa sử dụng nè, chưa có quấn đầu luôn nè anh em. Nè, mới cáo luôn, độ mới bao anh em là 90% ăn lên. Đây, hai cây này cũng đai qua hay gì đó. Được sản xuất ở Korea nha. Hai cây này Korea nè, made in Korea, mới cáo luôn. Đó, hai cây rất là mới nha. Thu gọn của nó là chỉ có tầm khoảng cỡ là cây này thu gọn tầm khoảng cỡ là 40cm nha anh em. Đây thu gọn có 40cm là chưa tới luôn á. Cỡ 38cm rồi. Đây, cây mấy cây này bỏ cốp xe được nè. Mấy cây này anh em bỏ cốp xe được nè, một cặp luôn nè. Lâu lâu mới về được một cặp ha. Rồi, thì cân nặng lâu của nó là 130g anh em. Đọt tầm 0.8 nha. Đó. Rồi một cặp này, cặp 3.6 này. Em để cho anh em giá là 500k nha, mã số 13 hai cây nha anh em. Hai cây này em không bán lẻ nha. Em bán cặp luôn, anh em là chốt hai cây luôn giờ chơi. Tiếp theo, mã số 14 cuối cùng. Đây. Bữa hổm giờ anh em hỏi cần rút quá trời luôn. Đây rút bãi nè. Rút bãi ngắn nè, khoen này nè. Anh em mua anh em này, anh em nên sử dụng cái khoen kẽm này, anh em xài rất là bền luôn, anh em xài hoài không sợ bị sứt mẻ ha anh em. Sứt xứ, mẻ xứ. Đó. Đây. Cái dòng này rất chuộng, bên Nhật ta chuộng lắm. Tại vì nó cầu mấy cúc mini này nè ha, khoen kẽm này nè. Nó không có bị bởi xứ anh em. Thường mấy cái cần mà thường á, nó hay bị bởi xứ lắm. Anh em cúc ra cúc vô á, mà câu không kỹ nó hay bị bởi xứ lắm. Đây, thì mấy cây này nó dài là 1.8 m nha anh em. Mấy cây này dài 1.8 m hết. Để em coi đâu coi, có cây nào nó ngắn hơn không. À, 1.7 m, 1.8 m không à anh em ơi. Cây này 1.8 m nè, một cây 1.7 m nè. Dưới một cây để em coi 1.6 m 15 m. 1.7 m, 1.7 m 15 m, 1.8 m. Như ba cây 1.2 m, 2 cây 1.8 m rồi đó. À có cây này ngắn nè. Cây này 1.6 m 1.7 m. À. Rồi ok. Đây, hai cây 1.7 m và hai cây 1.8 m nha anh em. Đây cần rút. Bốn cây em sẽ combo cho anh em bốn cây luôn, em không bán lẻ. Đây nó về 4 cây thì chung có 4 cây cho anh em luôn. Càng còn khá là đẹp luôn, 4 cây nè. Đây. 4 cây này giờ chung nè. Đó, khoen gặp khoen kẽm hết trơn nha, anh em cầu rất là bền luôn. Đây độ cứng tầm 20 30 hết trơn nha. Cây này cứng 30 nè. Cứng 20 30, cây này 20 nè. Cây này cỡ 20 nè. Cây này cỡ 20 30 nữa nè. Đó, thì 4 cây này, 2 cây 1.7, 2 cây 1.8 nha anh em. Đó, càng lúc mini nè.
Đó, bốn cây này em sẽ combo cho anh em giá là 550 nha, mã số 14 cuối cùng nha anh em. Đó, bốn cây cần rút mini. Đó, combo cho anh em là 550, mã số cuối cùng luôn. Đó, cho anh em nào mà câu về cho anh con cháu gì mình câu, hoặc là anh em muốn cần mà bền á thì đây mấy cây này là siêu bền luôn. Rồi, chào anh em ha.